những thói quen sẽ rút cạn năng lượng của bạn mỗi ngày. Các bạn hãy cùng xem nhé. 1. Ngủ quá nhiều, tập ra khỏi giường đúng giờ. 2. Nghĩ quá nhiều, tâm trí bạn cần được nghỉ ngơi, hãy cho nó giải lao. 3. Ăn quá nhiều, thức ăn làm đầu óc bạn mụ mị, tự biết kiểm soát bản thân mình. 4. Quan tâm những chuyện tầm phào, nếu có 9 con thỏ trên mặt đất, và nếu bạn muốn bắt được thỏ, tập trung vào một con thôi. 5. Tự giày vò bản thân, càng hạ thấp bản thân, bạn càng trở nên tệ hại hơn. 6. Nghiện làm nhiều việc một lúc, nó tạo cho bạn cảm giác bận rộn, nhưng lại không giúp tăng năng suất, tập trung vào một việc một lúc thôi. 7. Lo lắng, nó chính là điều vô bổ nhất trên đời, nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. 8. Đặt ra những mục tiêu trên trời, ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả. 9. Lưỡng lự, nó khiến bạn mắc kẹt, quyết định và sau đó tùy cơ ứng biến. 10. Bị ám ảnh bởi danh tiếng, cứ giỏi đi và mọi người sẽ tự chú ý đến bạn, hữu xạ, tự nhiên hương. 11. Miễn cưỡng bản thân, nếu muốn làm gì đấy, hãy làm đi, không thì thôi, đừng lăn tăn. 12. Đổ lỗi, nó khiến bạn nổi nóng vì một lý do không đâu và cũng không giải quyết được việc gì, mọi người cũng sẽ tránh xa bạn. 13. Cho não ăn rác, trước khi bạn nhận ra, tâm trí bạn đã bị vắt kiệt năng lượng vì đọc những thứ nhảm nhí rồi. 14. Sống trong quá khứ, hay bạn không sống ở vùng đất quá khứ nữa rồi, tỉnh lại đi. 15. Chống lại sự thay đổi, nếu bạn kháng cự sự thay đổi, bạn đang chống lại cuộc sống. Đây là cuộc chơi bạn không thể thắng, vì vậy hãy ngừng lại. 16. Cãi nhau với mấy người gàn dở, nếu bạn có thắng, bạn cũng là một kẻ trả ra sao. Nếu bạn thua, bạn còn chẳng bằng họ. 17. Cố giúp những người không cần sự giúp đỡ. Bạn có thể đánh thức một người đang ngủ, nhưng bạn không thể gọi một kẻ đang giả vờ ngủ tỉnh dậy được.